Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của dẫn điện hay dẫn nhiệt. Một định nghĩa đơn giản của dẫn là gì? Dẫn điện là sự chuyển năng lượng dưới dạng nhiệt hoặc điện tử, nguyên tử này sang nguyên tử khác trong một vật thể bằng cách tiếp xúc trực tiếp. Dẫn nhiệt xảy ra trong chất rắn, chất lỏng và chất khí. Dẫn điện xảy ra trong sự di chuyển của các hạt tích điện qua môi trường. Dẫn và ví dụ là gì? Dẫn từ định nghĩa của sự dẫn là sự chuyển động của một cái gì đó như nhiệt hoặc điện qua một phương tiện hoặc lối đi. Một ví dụ về dẫn truyền là sử dụng một thanh kim loại để nướng kẹo dẻo trên ngọn lửa và cảm nhận sức nóng tăng lên thông qua thanh truyền từ ngọn lửa đến tay bạn. Dẫn và đối lưu là gì? Dẫn điện là sự truyền năng lượng nhiệt thông qua tiếp xúc trực tiếp. Đối lưu là sự truyền năng lượng nhiệt thông qua sự chuyển động của chất lỏng hoa trộn khi hoặc khí. Bức xạ là sự truyền năng lượng nhiệt thông qua phát xạ nhiệt. Dẫn điện để sử dụng như thế như ở đâu? Ví dụ hàng là ngày về dẫn nhiệt hoặc dẫn nhiệt. Sau khi một chiếc xe được bật, động cơ trở nên nóng, máy hút mùi trở nên ấm hơn khi nhiệt được truyền từ động cơ đến mui xe. Một bộ tản nhiệt là một ví dụ tốt về dẫn. Bất cứ thứ gì được đặt trong một tản nhiệt như một vật phẩm quần áo trở nên ấm áp. Phương pháp dẫn là gì? Dẫn nhiệt là phương pháp truyền nhiệt trong cơ thể hoặc từ cơ thể này sang cơ thể khác do sự truyền nhiệt của các phần tử dao động tại các vị trí trung bình của chúng. Các cơ quan thông qua đó truyền nhiệt phải tiếp xúc với nhau. Làm thế nào để dẫn truyền xảy ra? Dẫn điện là quá trình năng lượng nhiệt được truyền qua cả va chạm giữa các nguyên tử hoặc phần tử lân cận. Sự dẫn điện xảy ra dễ dàng hơn trong chất rắn và chất lỏng, nơi các hạt dẫn nhau hơn so với chúng chất khí, các nơi các hạt nằm cách xa nhau hơn. Dẫn là gì và nó hoạt động như thế nào? Kim loại là một dẫn nhiệt tốt. Sự dẫn điện xảy ra khi một chất được làm nóng, các hạt sẽ được thu được nhiều năng lượng hơn và rung động nhiều hơn. Những phần tử này sau đó va vào các hạt gần đó và truyền một phần năng lượng của chúng vào cho chúng. Năng lượng nhiệt được truyền từ nơi nóng đến nơi lạnh bằng cách đối lưu. Làm thế nào để dẫn nhiệt trái đất? Nhiệt từ lối trái đất và bức xạ từ mặt trời được truyền lên bề mặt trái đất bằng cách dẫn. Sự tiếp xúc qua khí quyển với các bề mặt ấm này truyền năng lượng nhiệt, sau đó làm nóng phần còn lại của không khí thông qua sự đối lưu. Tại sao dẫn nhiệt quan trọng? Sự dẫn nhiệt chi phối các điều kiện nhiệt ở hầu hết các phần rắn của trái đất và đóng vai trò rất quan trọng trong thạch quyển. Quá trình trao đổi nhiệt giữa mặt trời và trái đất thông qua bức xạ kiểm soát nhiệt độ trên bề mặt trái đất. Tại sao mặt trời có thể truyền nhiệt cho trái đất? Các mặt trời làm nóng trái đất thông qua bức xạ vì không có môi trường như khí trong khí quyển của chúng ta. Trong không gian, bức xạ là cách chủ yếu mà nhiệt truyền trong không gian. Khi nhiệt đến trái đất, nó làm ấm các phần tử của khí quyển và chúng làm ấm các phần tử khác, v.v. Làm thế nào để dẫn được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày? Ví dụ hàng ngày về dẫn nhiệt hoặc dẫn điện nhiệt. Một bộ tản nhiệt là một ví dụ tốt về dẫn. Bất cứ thứ gì được đặt trong một bộ tản nhiệt như một vật phẩm quần áo trở nên ấm áp, nhiệt sẽ truyền từ một lò đốt nóng trên bếp vào nồi hoặc chảo. Một thìa kim loại trở nên nóng từ nước sôi bên trong nồi. Làm thế nào để dẫn truyền ảnh hưởng đến môi trường? Dẫn, bức xạ và đối lưu đều đóng một vai trò trong việc di chuyển nhiệt giữa bề mặt trái đất và bầu khí quyển. Dẫn nhiệt ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệt độ không khí chỉ vài centimeter vào khí quyển. Vào ban ngày, ánh sáng và mặt trời làm nóng mặt đất, do đó làm nóng không khí trực tiếp phía trên nó thông qua sự dẫn. Một thực tế về dẫn là gì? Dẫn trong vật lý là các dạng năng lượng như ánh sáng, nhiệt hoặc điện.
sự dẫn nhiệt dẫn ra giữa hai vật tiếp xúc với nhau, năng lượng nhiệt di chuyển từ cái này sang cái khác. Trong dẫn nhiệt, năng lượng nhiệt truyền từ điểm nóng đến điểm lạnh. Nhớ subscribe để xem video kế tiếp. Cảm ơn.